Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, gặp thời đổi vận, trở mình giàu sang, làm một hưởng mười, tiền vàng ùn ùn kéo về, vào nước đố đổ dách, đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Xin kính chào quý cô bác anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Quý vị thân mến, thoáng chốc đã bước qua 8 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tất cả chúng ta vẫn đang bận rộn với guồng quay của cuộc sống và mong muốn tìm kiếm cho mình nhiều vận may cùng thời cơ tốt để thực hiện các dự định cùng kế hoạch của bản thân. Trong số 12 con giáp thì mỗi người đều có những vận số khác nhau và tùy vào từng quãng thời gian khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được những phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, dựa vào việc phân tích các cung mệnh cũng như lá số tử vi của các con giáp trong dòng trường sinh và dòng vận thập bát cục, chúng ta có thể phần nào đoán được về vận mệnh của các con giáp trong tương lai gần. Theo dõi tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đây là một trong những con giáp có đức tính cần cù, chịu khó, lại hay thương người. Nhiều lần con giáp vì cứu giúp người khác mà bỏ quên cả lợi ích của bản thân. Sau rất nhiều những cố gắng, nỗ lực thì bước vào 4 tháng cuối năm, các ngôi sao may mắn đã có sự dịch chuyển và chiếu thẳng mệnh con giáp này. Từ tháng 10 âm lịch trở đi, Canh Tý sẽ song hỷ lâm môn, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân chứng nhân duyên, vẹn cả đôi đường. Và để nắm rõ vận trình tử vi từ nay tới Tết Nguyên Đán thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi chi tiết video ngay sau đây quý vị nhé. Nghe rõ mệnh trời, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 gặp thời đổi vận, làm một hưởng mười, tiền vàng ùn ùn kéo về, vào nước đố đổ dách từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 mang cho mình nhiều đặc điểm, tính cách nổi bật, tạo nên một cá nhân độc đáo và ấn tượng. Trong xã hội, những người sinh ra dưới năm này thường có sự nhạy bén, thông minh và có khả năng thích ứng cao với mọi tình huống. Dưới đây là một số đặc trưng tính cách của họ. Thông minh và nhanh nhẹn. Canh Tý thường là những người có trí tuệ sắc bén, họ có khả năng phân tích và đánh giá tình huống một cách nhanh chóng, giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn, khả năng tư duy logic và sáng tạo giúp họ nổi bật trong công việc và cuộc sống. Dễ gần và hòa đồng. Những người sinh năm Canh Tý thường rất thân thiện và dễ gần. Họ biết cách giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Điều này không chỉ giúp họ có nhiều bạn bè mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong công việc. Tính kiên trì và nỗ lực. Canh Tý có tính cách kiên trì, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Họ không dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn, mà luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Điều này khiến họ trở thành những người có sự nghiệp ổn định và thành công. Sáng tạo và đổi mới. Với tâm hồn tự do và trí tưởng tượng phong phú, Canh Tý thường có xu hướng sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Họ không ngại thử nghiệm và tìm kiếm những ý tưởng mới. Điều này giúp họ nổi bật trong công việc sáng tạo và nghệ thuật. Chăm sóc gia đình. Canh Tý rất coi trọng giá trị gia đình. Họ luôn dành thời gian và tâm huyết để chăm sóc và vun đắp cho tổ ấm của mình. Sự yêu thương và chăm sóc của họ không chỉ tạo ra một môi trường ấm cúng mà còn giúp củng cố các mối quan hệ gia đình. Thích nghi và linh hoạt. Canh Tý có khả năng thích nghi nhanh chóng với những thay đổi trong cuộc sống. Họ có thể điều chỉnh bản thân theo hoàn cảnh mới mà không gặp nhiều khó khăn.
Điều này giúp họ vượt qua những thử thách và biến động của cuộc sống một cách dễ dàng. Tâm hồn nhạy cảm. Mặc dù mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống, Canh Tý cũng có một tâm hồn nhạy cảm. Họ dễ dàng cảm nhận được những cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Điều này khiến họ trở thành những người bạn tốt và đồng nghiệp đáng tin cậy. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ, sự nhạy bén và lòng yêu thương. Với những đặc trưng tính cách độc đáo này, họ không chỉ gây ấn tượng với người khác, mà còn tạo nên một cuộc sống phong phú và ý nghĩa. Họ là những người luôn vươn tới những điều tốt đẹp hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và xã hội. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý 1960. Người tuổi Tý có ý chí kiên định, vững vàng. Một khi đã xác định mục tiêu cho mình thì họ sẽ cố gắng hoàn thành, không bao giờ lùi bước, chấp nhận vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Do đó trong làm ăn kinh doanh họ thường gặt hái được thành công vang dội. Người Canh Tý thường mang trong mình tham vọng lớn. Tuy nhiên nếu không biết cách điều chỉnh thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và dễ gặp thất bại. Trong suốt cuộc đời của người tuổi này ít khi gặp phải khó khăn về phương diện tài chính. Họ biết cách tiết kiệm lại thường hay tính toán chi li cho nên thường xuyên tích lũy được số tiền lớn để an hưởng tuổi già. Họ sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Người tuổi này có khả năng giao tiếp vô cùng tốt. Họ thích nơi đông người, thích bầu không khí sôi động, náo nhiệt chứ không thể chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ. Không những vậy họ còn có ưu điểm là chất phác, thật thà, không thích thể hiện bản thân và đặc biệt là không bao giờ coi thường người khác. Vào thời gian ấu thơ, nam giới tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió. Tới thời gian trung vận, họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại khó khăn của cuộc đời. Vào khoảng thời gian này có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh, hậu vận thời điểm này thì an nhàn sung sướng. Những nữ mạng có tuổi Canh Tý thường cuộc đời gặp nhiều sự may mắn vào lúc ấu thơ. Số mạng của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, mệnh bích thượng thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà Quỳnh Đế, quan lộc, cô quạnh, xương con chuột, tướng tinh con rắn, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Canh Tý, mạng thổ cung càn, đất ở đầu vách khó mà tìm ra. Nhỏ thời vất vả phiêu lưu, lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền. Số tuổi khẳng khái đảm đương, thấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào. Bạc tiền như thể chim bao, giàu có như thể sớm vào tối ra. Tạo lập lắm cửa lắm nhà, mua cất rồi bán thế là trắng tay. Thấy người yếu thế cô đơn, có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn. Số tuổi có chức có quyền, có tay quán xuyến có quyền khiển binh. Vợ chồng xung khắc hai rầy, thế mà con cháu đầy nhà phải lo. Cuộc sống, tuổi Canh Tý, cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều sóng gió và trung vận cũng vượt qua nhiều trở ngại của cuộc đời. Tuy nhiên cuộc sống về phần trung vận thì có phần hy vọng và đầy đủ về công danh, hậu vận thì an nhàn sung sướng. Tuổi Canh Tý đường công danh khá tốt, nhưng bổn mạng thường yếu kém. Nếu có làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm. Tình duyên, về vấn đề tình duyên tuổi Canh Tý chia ra làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sanh vào tháng này thì cuộc đời bạn có thay đổi 3 lần. Thay đổi về tình duyên và hạnh phúc đó là sanh vào tháng 4, 8, 9 và 12. Nếu sinh vào những tháng này thì có thay đổi về tình duyên và hạnh phúc đó là sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10. Nhưng nếu sanh vào những tháng này thì hưởng trọn hạnh phúc một chồng một vợ mà thôi, đó là sanh vào những tháng 6, 7 và 11. Gia đạo, công danh có phần lên cao về thời trung vận, gia đạo khá tốt, yên hòa vào hậu vận thì gia đình vui tươi và hạnh phúc. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào tuổi 27 trở lên, phần tiền bạc tạo được nhiều tốt đẹp vào trung vận. Tuổi hợp cho làm ăn, tuổi Canh Tý hợp với những tuổi này, làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn toàn tốt đẹp. Đó là hợp tác làm ăn với những tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi. Nếu hợp tác với những tuổi này, cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời. Lựa chọn vợ chồng, tuổi Canh Tý kết duyên với những tuổi này thì cuộc sống có phần tốt đẹp và sống được cao sang quyền quý. Đó là kết duyên với các tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi, Mậu Tuất. Nếu kết duyên với những tuổi này chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với các tuổi Kỷ Dậu, Đinh Dậu.
Hai tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, cuộc sống bạn không được tốt, cứ mãi nghèo nàn, không tạo được một sự sống hoàn toàn tốt đẹp, đó là bạn kết duyên với cá tuổi Canh Tý đồng tuổi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Hợi. Kết duyên với những tuổi này, bạn không thoát khỏi cảnh nghèo nàn, vì những tuổi trên không hợp về đường tình duyên và cũng không hợp về đường tài lộc. Những năm này bạn gặp tuổi xung khắc, bạn không nên cưới vợ, vì nếu cưới vợ bạn sẽ gặp cảnh xa vắng hay buồn về cảnh vợ phản bội. Đó là bạn ở vào những năm mà bạn gặp phải tuổi hạn, gồm có những năm 15, 21, 25, 27, 33, 37 và 39 tuổi. Những năm này bạn không nên cưới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh trên. Nếu bạn sanh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ có nhiều vợ. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 8, 9 và 12 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, nếu bạn kết duyên với những tuổi này hay hùng hạp làm ăn, cuộc đời bạn phải bị tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời. Đó là bạn kết duyên hay làm ăn với các tuổi Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thân. Nhắc lại tuổi Canh Tý chỉ đại kỵ có hai tuổi Tân Mão và Quý Mão. Việc lương duyên nếu gặp sẽ không được lâu bền và sẽ có một người chết trong hai. Nếu lỡ yêu thương nhau nên làm như này: người con gái tự nhiên đến ở nhà người trai, không nên có những sự cưới hỏi, tiệc tùng ra mắt bà con. Đại kỵ nhất là mâm trầu. Nếu có sự cưới hỏi, tiệc tùng hay ra mắt gặp giờ khắc, tháng khắc, một trong hai người sẽ chết bất đắc kỳ tử trong khoảng thời gian một năm sau đó. Những năm khó khăn nhất, tuổi Canh Tý có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào tuổi 24, 27 và 32 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Canh Tý xuất hành vào những ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn thì tốt nhất. Không sợ thất bại về tiền bạc, công danh mà trái lại thâu được nhiều kết quả tốt đẹp trên mọi khía cạnh cuộc đời. Năm 2024 đã thật sự là một hành trình đầy thăng trầm cho những người tuổi Canh Tý 1960. Trong suốt năm qua, quý vị đã phải đối mặt với không ít thử thách và khó khăn. Có những lúc công việc dường như bị trì trệ, giống như một dòng sông gặp phải đá ngầm, chảy chậm và không thể tiến xa. Tình hình tài chính cũng không được ổn định, khiến cho quý vị cảm thấy lo lắng như những cơn gió bão đang ập đến. Những áp lực đến từ gia đình cùng với sức khỏe đôi khi không được như mong muốn đã khiến cho quý vị cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, chính trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, bản lĩnh và sự nhạy bén của quý vị đã được thể hiện một cách rõ nét. Quý vị không ngừng nỗ lực, kiên trì tìm kiếm giải pháp cho những rắc rối trước mắt. Sự quyết tâm và niềm tin vào bản thân đã giúp quý vị không chỉ đối mặt mà còn từng bước vượt qua mọi thử thách, giữ vững tinh thần để tiếp tục tiến lên phía trước. Từ nay đến cuối năm, vận mệnh của tuổi Canh Tý sẽ có những chuyển biến rõ rệt và tích cực. Công việc của quý vị bắt đầu ổn định hơn, như ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua những đám mây u ám, giúp quý vị dễ dàng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Những cơ hội mới đang dần mở ra, tạo điều kiện cho quý vị phát huy tối đa khả năng của mình. Tài lộc cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc, với những dự án và khoản đầu tư đã ấp ủ từ trước, bây giờ có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Quý vị có thể nhận ra rằng, những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình đã được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, gia đạo cũng sẽ trở nên hòa thuận và yên ấm hơn, không khí gia đình sẽ tràn ngập niềm vui và sự ấm áp, mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc. Đây chính là lúc để quý vị cùng người thân gắn bó hơn, cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết sung túc và đầy đủ. Hãy dành thời gian để cùng nhau nấu những món ăn truyền thống, trang hoàng nhà cửa và ôn lại những kỷ niệm đẹp trong năm qua. Khoảng thời gian này không chỉ là thời điểm để ăn mừng những thành công, mà còn là dịp để quý vị ngồi lại, ôn lại những kỷ niệm và tạo ra những kỷ niệm mới, ấm áp và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, chính sự kiên trì và lòng tin vào bản thân đã giúp quý vị vượt qua những thử thách. Chặng đường phía trước tuy còn nhiều thách thức, nhưng với tâm thế lạc quan và sự quyết tâm, quý vị hoàn toàn có thể gặt hái những thành công xứng đáng. Năm 2024 sẽ là năm mà tuổi Canh Tý 1960 không chỉ chinh phục những khó khăn mà còn tìm thấy ánh sáng của hy vọng và sự phát triển. Hãy tin tưởng vào bản thân, mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Quý vị sẽ thấy rằng cuộc sống đầy màu sắc và ý nghĩa khi biết trân trọng những gì mình đang có. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024,
Sự nghiệp của tuổi Canh Tý trong những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều cơ hội tuyệt vời đang chờ đón. Sau một khoảng thời gian đầy thách thức và trở ngại, những khó khăn trước đây sẽ dần dần tan biến, nhường chỗ cho một giai đoạn ổn định và phát triển mạnh mẽ. Quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt sự chuyển mình tích cực trong công việc, như những tia nắng đầu tiên sau những ngày mưa dài. Trong thời gian này, quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ quý báu từ những người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè, hay thậm chí là những người thân quen sẽ giúp quý vị vượt qua những rào cản còn lại. Họ sẽ là nguồn động lực lớn lao, khuyến khích quý vị nỗ lực hơn nữa và giúp quý vị nhận diện những cơ hội mới mà có thể trước đây chưa từng nghĩ tới. Nhờ vào sự hợp tác và kết nối này, công việc của quý vị sẽ tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Hãy nhớ rằng, trong những tháng cuối năm này, việc nắm bắt cơ hội sẽ rất quan trọng. Quý vị hãy mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm những khả năng phát triển mới và đừng ngần ngại đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân. Đây chính là thời điểm lý tưởng để quý vị hiện thực hóa những dự định và hoài bão của mình. Đôi khi, những quyết định táo bạo sẽ mang lại kết quả bất ngờ và quý vị hoàn toàn có thể trở thành người tiên phong trong những lĩnh vực mới. Ngoài ra, sự linh hoạt và khả năng thích nghi cũng sẽ là yếu tố then chốt giúp quý vị thành công. Hãy luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi. Điều này sẽ giúp quý vị nắm bắt tốt hơn những cơ hội xuất hiện trên con đường sự nghiệp. Thậm chí, có thể quý vị sẽ tìm thấy niềm đam mê mới hoặc phát triển thêm những kỹ năng hữu ích mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Nhìn chung, những tháng cuối năm 2024 sẽ là khoảng thời gian mang lại không chỉ sự ổn định mà còn là sự bùng nổ trong sự nghiệp cho tuổi Canh Tý. Hãy tự tin tiến bước, nắm bắt những cơ hội và xây dựng những mối quan hệ tích cực để mở rộng mạng lưới của bản thân. Sự nỗ lực và kiên trì của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng và thành công sẽ đến gần hơn bao giờ hết. Phương diện tài lộc. Tài vận của tuổi Canh Tý trong những tháng cuối năm 2024 sẽ có những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ và đáng khích lệ. Sau những thăng trầm, quý vị sẽ thấy được ánh sáng cuối con đường khi những khoản đầu tư từ trước hoặc các dự án kinh doanh mà mình đã ấp ủ bắt đầu mang lại lợi nhuận lớn. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị đã đến lúc được đền đáp, như một mùa gặt hái bội thu sau bao ngày chăm sóc và vun trồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tài chính đang có nhiều chuyển biến tích cực, quý vị cũng cần phải duy trì sự cảnh giác và khôn ngoan. Đây là thời điểm tuyệt vời để xem xét lại những chiến lược tài chính của mình và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định tài chính lớn. Mỗi khoản đầu tư, mỗi dự án mới đều cần phải được phân tích cẩn thận, đảm bảo rằng những lựa chọn đó không chỉ mang lại lợi nhuận ngắn hạn mà còn bền vững trong dài hạn. Hãy tạo cho mình một kế hoạch tài chính rõ ràng, trong đó xác định mục tiêu cụ thể mà quý vị muốn đạt được. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự tư vấn từ những chuyên gia trong lĩnh vực này hoặc từ những người có kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp quý vị có thêm thông tin và góc nhìn đa chiều để ra quyết định sáng suốt hơn. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị phát triển những mối quan hệ đối tác trong kinh doanh. Hợp tác với những người có chung tầm nhìn và giá trị sẽ không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn tạo ra những cơ hội mới để mở rộng mạng lưới và gia tăng ảnh hưởng của mình trong ngành nghề. Trong thời gian này, việc giữ vững tâm lý lạc quan và tự tin sẽ là chìa khóa giúp quý vị vượt qua mọi thử thách trong việc quản lý tài chính. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và khả năng lập kế hoạch tài chính thông minh sẽ dẫn dắt quý vị đến với những thành công lớn hơn trong tương lai. Với những tín hiệu tích cực từ tài vận, quý vị hãy tận dụng thời cơ này để thu hoạch thành quả của những nỗ lực đã bỏ ra. Một tâm thế vững vàng và một tầm nhìn xa sẽ giúp quý vị không chỉ duy trì mà còn gia tăng tài sản của mình trong những tháng cuối năm này. Phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Canh Tý trong những tháng cuối năm 2024 là một khía cạnh mà quý vị cần đặc biệt chú ý. Cuộc sống bận rộn và áp lực công việc đôi khi khiến quý vị quên đi việc chăm sóc bản thân, nhưng hãy nhớ rằng sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà quý vị có. Đặc biệt trong thời gian này, quý vị cần quan tâm nhiều hơn đến hệ hô hấp và xương khớp, hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Để duy trì sức khỏe ở trạng thái tốt nhất, quý vị nên bắt đầu bằng một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Hãy bổ sung vào thực đơn hàng ngày những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như trái cây, rau xanh và các nguồn protein chất lượng. Những thực phẩm này không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, giúp quý vị luôn cảm thấy tràn đầy sức sống. Bên cạnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Quý vị nên dành thời gian để thư giãn,
Tìm kiếm những hoạt động giúp giảm căng thẳng như thiền, yoga hay đơn giản chỉ là những phút giây yên tĩnh bên gia đình. Việc đảm bảo giấc ngủ đủ và chất lượng sẽ giúp phục hồi sức lực, cải thiện tâm trạng và tăng cường khả năng làm việc hiệu quả hơn. Đặc biệt, hãy chú ý đến việc tránh làm việc quá sức. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người thường có xu hướng cống hiến hết mình cho công việc mà quên đi sức khỏe của bản thân. Hãy nhớ rằng, không có thành công nào đáng giá nếu đánh đổi bằng sức khỏe. Thay vào đó, hãy học cách quản lý thời gian một cách hợp lý để có thể hoàn thành công việc mà vẫn có thời gian chăm sóc cho bản thân. Cuối cùng, việc tập luyện thể dục thường xuyên cũng là yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì sức khỏe. Một chế độ tập luyện phù hợp sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho cơ thể, cải thiện sự linh hoạt và giảm thiểu các vấn đề về xương khớp. Hãy tìm cho mình những bài tập yêu thích, có thể là đi bộ, bơi lội hoặc tham gia các lớp thể dục nhóm để tạo động lực cho bản thân. Tóm lại, sức khỏe không chỉ là một khía cạnh quan trọng mà còn là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Hãy chăm sóc bản thân một cách chu đáo và quý vị sẽ thấy rằng sức khỏe tốt không chỉ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Về phương diện tình cảm gia đạo, trong những tháng cuối năm 2024, gia đình của tuổi Canh Tý sẽ trở thành nơi trú ẩn bình yên và đầy ấm áp. Những lo toan, bồn bề của cuộc sống sẽ được xua tan, nhường chỗ cho bầu không khí hòa thuận và yêu thương lan tỏa trong từng ngóc ngách của tổ ấm. Các thành viên trong gia đình sẽ tìm thấy sự kết nối mạnh mẽ hơn khi cùng nhau vượt qua những thử thách nhỏ nhặt trước đó. Thật sự, gia đình chính là nơi quý vị có thể tìm về, là bến đỗ an toàn sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Những mâu thuẫn nhỏ có thể đã làm quý vị đau đầu và lo lắng, nhưng giờ đây với tinh thần đoàn kết và yêu thương, mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải. Những cuộc trò chuyện chân thành, sự thông cảm và chia sẻ sẽ giúp mọi người gần gũi hơn, mang lại cảm giác bình yên mà ai cũng khao khát. Đặc biệt, khi cái Tết Nguyên Đán đang đến gần, không khí rộn ràng sẽ tràn ngập trong gia đình. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết thật ấm cúng và hạnh phúc. Hoạt động truyền thống như dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ hay cùng nhau chuẩn bị món ăn ngày Tết sẽ không chỉ giúp tạo ra những kỷ niệm đẹp mà còn là cơ hội để gắn kết tình thân. Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ là những viên gạch xây dựng nên nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt, vì đó chính là những điều tạo nên sự gắn bó trong gia đình. Thời gian trôi qua rất nhanh và quý vị sẽ thấy rằng chính những phút giây giản dị ấy sẽ trở thành ký ức đẹp trong trái tim mỗi người. Đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình, vì mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể thắp sáng trái tim của những người thân yêu. Cuối cùng, hãy nhớ rằng một gia đình hạnh phúc không cần sự giàu sang, mà là sự đoàn kết, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Hãy giữ cho ngọn lửa tình yêu trong gia đình luôn bùng cháy, và quý vị sẽ thấy rằng hạnh phúc thực sự là khi tất cả mọi người đều cùng nhau tạo dựng một cuộc sống ý nghĩa. Tử vi các tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch, Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch này, quý vị sẽ được chào đón một cơn lốc may mắn tài chính mang đến những cơ hội bất ngờ. Đây chính là thời điểm mà vận may tài chính sẽ mỉm cười với quý vị, mở ra những cánh cửa mới cho sự thịnh vượng. Quý vị có thể thấy rằng những khoản đầu tư trước đây bắt đầu đơm hoa kết trái, mang lại những lợi nhuận khả quan. Ngoài ra, sự xuất hiện của những khoản tiền từ các nguồn không ngờ tới sẽ như một làn gió mới, tiếp thêm sức mạnh cho kế hoạch tài chính của quý vị. Hãy tận dụng thời điểm này để suy nghĩ về việc mở rộng quy mô các dự án kinh doanh mà quý vị đang theo đuổi. Điều này không chỉ giúp quý vị củng cố nền tảng tài chính, mà còn tạo cơ hội để xây dựng những mối quan hệ kinh doanh vững mạnh hơn. Các mối quan hệ xã hội sẽ trở thành một phần quan trọng trong việc tạo ra cơ hội mới. Hãy mở lòng và sẵn sàng tham gia vào các sự kiện, hội thảo hoặc cuộc gặp gỡ để kết nối với những người có cùng chí hướng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội tốt đẹp, quý vị cũng cần lưu ý đến việc chi tiêu. Mặc dù tiền bạc đang chảy vào, nhưng hãy cẩn thận với những khoản chi không cần thiết có thể làm giảm đi tài chính của mình. Việc lập kế hoạch tài chính chi tiết sẽ giúp quý vị duy trì sự ổn định và phát triển trong tương lai. Với một tâm trạng lạc quan và quyết tâm, hãy bước vào tháng 10 với niềm tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi quý vị nắm bắt được những cơ hội và hành động một cách khôn ngoan, tháng này chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui và thành công trong hành trình tài chính của quý vị. Tử vi tháng 11 âm lịch,
Bính Tý. Tháng 11 âm lịch này sẽ mang đến cho quý vị vận may từ quý nhân, những người sẽ xuất hiện như những ánh sáng dẫn đường, giúp quý vị vượt qua mọi thử thách và mang lại những cơ hội tuyệt vời trong công việc. Đây là khoảng thời gian đặc biệt, khi mà sự hỗ trợ từ những người xung quanh không chỉ giúp công việc trở nên suôn sẻ, mà còn tạo ra một môi trường tích cực, đầy năng lượng để quý vị có thể phát triển mạnh mẽ. Trong những tháng trước, có thể quý vị đã phải đối diện với không ít khó khăn và thách thức. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của quý nhân sẽ giúp giảm bớt gánh nặng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quý vị. Có thể là một đồng nghiệp nhiệt tình, một người bạn đáng tin cậy hoặc thậm chí là một người lạ tốt bụng. Họ sẽ mang đến cho quý vị những ý tưởng mới mẻ, những giải pháp sáng tạo và sự động viên cần thiết để hoàn thành các dự án quan trọng. Hãy tận dụng cơ hội này để củng cố các mối quan hệ làm ăn và không ngần ngại chia sẻ những khó khăn mà quý vị đang gặp phải. Sự giao tiếp cởi mở không chỉ giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ, mà còn tạo dựng lòng tin và sự tôn trọng từ những người xung quanh. Đồng thời, tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị thể hiện tài năng và năng lực của mình. Những nỗ lực và tâm huyết quý vị đã bỏ ra sẽ bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Hãy tự tin vào khả năng của bản thân và không ngại đặt ra những mục tiêu cao hơn. Với một tinh thần lạc quan và sự đồng hành của quý nhân, tháng 11 âm lịch hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy hứa hẹn, mang lại nhiều thành công và những trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp của quý vị. Hãy nắm bắt từng cơ hội và không quên cảm ơn những người đã hỗ trợ mình trên con đường chinh phục thành công. Tử vi tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm, chính là thời điểm tràn đầy niềm vui và tài lộc cho tuổi Canh Tý. Hơi thở của mùa xuân đang chạm tới từng góc nhỏ trong cuộc sống của quý vị, mang theo những hứa hẹn về một cái Tết đầy đủ, viên mãn và ấm áp bên gia đình. Gia đình của quý vị sẽ hòa thuận và tràn ngập hạnh phúc trong những ngày cuối năm này. Không khí ấm áp của tình yêu thương và sự đoàn kết sẽ là nền tảng vững chắc, giúp quý vị cảm nhận được giá trị thực sự của cuộc sống. Những mâu thuẫn nhỏ sẽ dần được xóa bỏ, nhường chỗ cho sự sẻ chia và đồng lòng trong việc chuẩn bị cho một cái Tết ý nghĩa. Hãy cùng nhau trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị món ăn truyền thống và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ bên người thân yêu. Về phương diện tài chính, tài lộc dồi dào sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của quý vị trong suốt năm qua. Những khoản đầu tư, dự án kinh doanh hay công việc đã được quý vị chăm chút sẽ bắt đầu mang lại kết quả tích cực, giúp quý vị cảm nhận được sự thịnh vượng. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị cân nhắc các kế hoạch tài chính cho năm tới, đồng thời mở rộng các cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư mới. Cuối cùng, đây cũng chính là lúc để quý vị tận hưởng thành quả mà mình đã dày công xây dựng. Hãy dành thời gian để thư giãn, suy ngẫm về những gì đã trải qua và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Sự bình yên trong tâm hồn cùng niềm hạnh phúc khi đón năm mới sẽ là động lực mạnh mẽ giúp quý vị vững vàng hơn trong hành trình tiếp theo. Tháng 12 âm lịch không chỉ là dấu mốc kết thúc mà còn là khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn. Hãy cùng nhau đón chào một cái Tết an khang, thịnh vượng và luôn tràn đầy yêu thương bên gia đình. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Cuối năm 2024 là thời điểm quan trọng để tuổi Canh Tý thực hiện những bước đi khôn ngoan trong việc hóa giải những vận hạn có thể xảy ra. Cúng bái tổ tiên không chỉ là một hành động thể hiện lòng thành kính, mà còn là cách để quý vị kết nối với nguồn năng lượng tâm linh mạnh mẽ. Hãy dành thời gian để chuẩn bị mâm lễ tương tất, cầu nguyện cho bình an và sức khỏe cho gia đình, để nhận được sự che chở và bảo vệ từ những bậc tiền nhân. Bên cạnh đó, việc giữ gìn phong thủy nhà cửa cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Hãy chú ý đến các yếu tố như ánh sáng, màu sắc và cách bài trí trong không gian sống của mình. Một ngôi nhà được sắp xếp hài hòa sẽ mang lại cảm giác bình an và may mắn cho gia đình. Hãy thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ những vật dụng không cần thiết và tạo không khí trong lành để kích thích năng lượng tích cực trong ngôi nhà của quý vị. Ngoài ra, làm nhiều việc thiện sẽ là một phương pháp hiệu quả để tích lũy công đức và tạo phúc cho bản thân. Những hành động nhỏ như giúp đỡ người gặp khó khăn hay tham gia các hoạt động từ thiện sẽ mang lại không chỉ niềm vui cho người khác, mà còn giúp tâm hồn quý vị trở nên thanh tịnh hơn. Sự cho đi này sẽ như một bông hoa nở rộ, mang lại những điều tốt đẹp và may mắn đến với cuộc sống của quý vị. Cuối cùng, trong những tháng cuối năm này, hãy cẩn trọng khi đưa ra các quyết định tài chính lớn. Thời điểm này không phải là lúc để vội vàng, hãy dành thời gian để cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Việc lập kế hoạch chi tiết và có chiến lược rõ ràng sẽ giúp quý vị giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Hãy nhớ rằng, cuộc sống không phải chỉ là những thách thức mà còn là những cơ hội để trưởng thành và phát triển. Khi quý vị giữ vững tâm hồn thanh thản, mở lòng với những điều tốt đẹp thì vận hạn sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng và sự thịnh vượng trong năm mới. Thưa quý cô bác anh chị, cổ nhân có câu, bình an trong tâm, cuộc sống an nhiên. Câu nói giản dị nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc về sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Đối với những người tuổi Canh Tý, sự bình an không chỉ đơn thuần là việc đạt được thành công bên ngoài, mà còn là việc tạo dựng một tâm hồn yên ổn trong cuộc sống đầy bộn bề và áp lực hiện đại. Việc tìm kiếm một tâm hồn thanh thản trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Khi quý vị học cách buông bỏ những lo lắng và không để mình bị cuốn vào những áp lực của cuộc sống, hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm đến. Đó chính là bí quyết để sống một cuộc đời nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Phật dạy rằng, để có được sự an yên tuổi già, chúng ta cần biết buông bỏ những điều không cần thiết và tập trung vào những giá trị tinh thần. Thay vì quá bận tâm về danh vọng hay tiền bạc, quý vị hãy dành thời gian trân trọng sức khỏe, gia đình và những mối quan hệ xung quanh. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, bởi chỉ khi có sức khỏe, quý vị mới có thể tận hưởng cuộc sống và chăm sóc cho những người mình yêu thương. Hãy chú trọng đến việc duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng và thường xuyên tập luyện để giữ gìn sức khỏe. Những hoạt động này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần tạo nên sự bình an trong tâm hồn. Bên cạnh đó, trong những tháng cuối năm này, hãy dành thời gian để chăm sóc sức khỏe và tạo dựng sự bình an trong gia đình. Thời gian quý báu bên những người thân yêu sẽ giúp quý vị nhận ra giá trị của sự đoàn kết và yêu thương. Đôi khi, sự bình an lớn nhất chính là được sống trong môi trường ấm áp, hòa thuận, một gia đình hạnh phúc, nơi mọi người cùng nhau sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp quý vị vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Ngoài ra, hãy nhớ rằng sự bình yên trong tâm hồn không chỉ đến từ bên ngoài mà còn phải được nuôi dưỡng từ bên trong. Hãy thực hành những điều làm cho tâm hồn quý vị trở nên nhẹ nhàng hơn như thiền định, đọc sách hay tham gia các hoạt động nghệ thuật. Những hoạt động này không chỉ giúp quý vị thư giãn mà còn mở ra những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, sự hài hòa trong gia đình sẽ giúp quý vị đón nhận mọi điều tốt lành trong năm mới, khi mỗi thành viên trong gia đình đều có thể chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ và cảm xúc của mình. Không khí trong gia đình sẽ trở nên ấm áp và tràn đầy yêu thương, chỉ khi có được sự bình an trong tâm hồn và sự đoàn kết trong gia đình, quý vị mới có thể tận hưởng những năm tháng tuổi già với tất cả niềm vui và hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 từ nay tới Tết 2025 hứa hẹn mang lại nhiều biến chuyển tích cực và tốt đẹp. Những khó khăn và thách thức mà quý vị đã phải đối mặt trong năm 2024 sẽ dần nhường chỗ cho những điều tốt lành như tài lộc, sức khỏe dồi dào và gia đình hòa thuận. Đây chính là thời điểm lý tưởng để quý vị chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua và mở lòng đón nhận những cơ hội mới mà cuộc sống mang lại. Hãy luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh, bình an và biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống. Niềm vui sẽ đến từ những điều giản dị nhất, từ những cái ôm ấm áp của người thân hay những tiếng cười rộn ràng bên mâm cơm gia đình. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích và thú vị, đừng quên dành chút thời gian để like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Bằng cách này, quý vị không chỉ ủng hộ cho chúng tôi mà còn có cơ hội không bỏ lỡ những dự đoán tử vi bổ ích và hấp dẫn khác trong tương lai. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Hãy để những ngày cuối năm trở thành dịp để vun đắp tình cảm, gắn kết yêu thương và cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp. Mọi điều tốt lành sẽ đến với những ai biết sống tích cực và đầy yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.